trang trại thanh xuân thu mua dế của bà con từ các bến xe. Bây giờ sẽ đưa về khu sơ chế, đóng gói, nhặt cánh dế, vân vân, các cái thủ tục để mình thu hoạch dế đông lạnh. Những phần mà chúng tôi thu hoạch thu mua của khách hàng thì phần lớn thì sẽ chuyển dế sống trong ngày, phần còn lại thì chúng tôi sẽ đưa vào cấp đông. Ví dụ như là phần dế mà thừa khi xuất hết đầy đủ cái lượng dế sống cho khách hàng đặt hàng ngày rồi, như là để chăn nuôi làm thức ăn gia súc, làm thức ăn cho gia cầm, làm thức ăn cho các cái con vật nuôi như bò sát các loại, rồi chim cảnh, cá cảnh vân vân, hoặc là gà sạch, rất nhiều các đơn vị người ta sẽ đặt của trang trại Xuân. Ôi khéo nổ xe. Thì phần còn lại chúng tôi sẽ đưa vào cấp đông, rồi để thu hoạch dế thương phẩm đông lạnh. Trang trại Thanh Xuân để theo dõi những thông tin mà bà con cần tham khảo để bắt tay vào chăn nuôi.